Hôm nay là phiên chợ cuối tại Phú Túc nè. Hôm nay đã là 30 tháng Chạp rồi. Các hàng rau củ quả rất là đắt khách nè. Mình đang ở tại chợ Phú Túc, người ta còn gọi là chợ Sáng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tất cả các mặt hàng ở chợ đều có đủ. Đây là khu vực hàng cá, hải sản, thịt quá trời luôn. Có lẽ phiên chợ này sẽ là một phiên chợ đáng ghi nhớ, bởi vì cuối năm rồi, cuối năm Quý Mão và chuẩn bị sang năm Giáp Thìn. Mọi người ai nấy đều tấp nập chọn cho mình những món ngon để chuẩn bị cho tối giao thừa và mùng 1, mùng 2. Ngân hàng tôm nè, quá trời luôn. Bánh chưng, bánh giò, cá, mú, rau, củ quả đầy đủ hết. Bởi vì thường mùng 1, mùng 2 người ta sẽ dành thời gian ăn Tết, người ta không có đi chợ. Dưa muối, củ kiều nè, chân gà xả tắc nè, quá nhiều luôn. Đây là khu vực thịt heo nè, đông khách nhất luôn nè. Mọi người thường mua về để chuẩn bị cho đêm giao thừa mùng 1, mùng 2. Thường thì sẽ mùng 3 mới họp chợ. Năm nay kinh tế tuy khó khăn nhưng mà những cái ngày cuối năm thì người ta vẫn dành thời gian để mua sắm một chút. Bởi vì không lẽ Tết không có gì trong nhà thì cũng buồn. Đây cũng gian hàng thịt heo nè. Thịt heo, thịt bò, thịt nai, có đủ, thịt dê nữa. Giò chả nè, quá nhiều luôn. Đây có bà ngoại nè, bà ngoại đi mua giò nè. Chợ Phú Túc thì không có đông nhưng mà cũng rất là nhộn nhịp vào những ngày cuối năm. Chợ Phú Túc nằm ở quốc lộ 20 gần cây xăng Phú Túc. Nếu những ai thường xuyên đi về Sài Gòn thì sẽ biết chợ này, người ta còn gọi là chợ Sáng. Đây gian hàng thịt heo rất hấp dẫn. Một cái khung cảnh rất là tấp nập ngày Tết. Tuy nhiên chợ đông như thế này mà cho xe vào thì sẽ gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Gian hàng trái cây nè, ách tắc giao thông. Hôm nay mọi người từ khắp nơi, công việc ổn định, sau đó người ta trở về quê, rồi người ta sẽ đi sắm Tết, đi chợ. Quá đông, nào là quần áo, đồ trang trí Tết, bánh chưng, bánh giò, bánh hỏi, bánh bộ thứ, bánh nè, mọi thứ nè, rau, trái cây, bơm, xoài. Đây, khu vực này là khu vực rau chợ, cũng nhộn nhịp lắm. Chợ này không có rộng lắm nhưng mà cũng rất là đông người đến. À, khu vực rau nè. Đây, hàng rau nè. Cà chua, hành tây, củ dền, củ sắn có đủ luôn. Năm nay là một năm kinh tế đáng buồn từ tất cả. Trái cây, rau, củ quả, nhất là năm vừa rồi mọi người biết là chuối, khu vực này người ta trồng chuối cũng nhiều, không có xuất khẩu được cho nên đời sống bà con đang còn gặp nhiều khó khăn. Hôm nay họp chợ cho nên là rất là đông. Chợ Phú Túc thì rộng khoảng chừng gần 1 hecta, gồm tất cả các tiểu thương buôn bán xung quanh chợ gần quốc lộ 20. Đối diện nhà thờ 8 mái.
nấm nè, khoai, chanh, tỏi, ớt, mọi thứ luôn. Gian hàng rau củ quả là gian hàng đắt hàng nhất. À, rau xà lách nè, rau muống đầy đủ luôn, bắp cải. Ngày tư ngày Tết thì rất là cần thiết, đặc biệt có nhiều nhà người ta ăn vào những ngày như 30 và tối giao thừa. Hành lá này, dưa này, xà lách đầy đủ luôn. À, các loại trái cây về cúng này, mâm ngũ quả này. À, đu đủ, dừa, xoài, sầu riêng, sung, mắng cầu, chuối. Mình thấy ở đây có một cái bất tiện là mọi người cứ chạy xe vào, cho nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Đó, kẹt xe rồi đó mọi người thấy không? À, tuy nhiên vào ngày Tết thì thôi thì cũng phải hy sinh một chút. Có lẽ nên giữ xe một cái địa điểm nào thì hay hơn. Nãy giờ đi từ bên trong lòng chợ đi ra, còn đây là ngoài đường quốc lộ 20 nè, cũng nhộn nhịp không kém luôn. Đây quốc lộ 20 đây. Còn bên kia đối diện là giáo xứ Tam Phú, hay người ta còn gọi là nhà thờ Tám Mái đó. Mình đi dạo một vòng trước quốc lộ 20 xem thế nào nha. Nhạc sập sình rộn ràng đón một mùa xuân sắp tới. Năm nay là năm Giáp Thìn. Giáp Thìn có nghĩa là gần rồng. Gần rồng thì chúng ta sẽ được nhiều may mắn hơn. Chúng ta nhìn thấy một cái khung cảnh chợ cũng như là một cái đất nước đang chuyển mình từng bước phát triển. Các chợ luôn được sắp xếp gọn gàng, tân tiến. Phía trước này là khu vực hàng ăn này. Bánh mì, rồi bánh bèo, bánh đúc, hủ tiếu, bún riêu, đầy đủ hết. Hôm nay là phiên chợ cuối cho nên là mọi việc đang tất bật. Từ trái cây, rau củ quả cho đến hoa, có loại hoa nữa nè. Ai cũng tranh thủ để mà chọn cho mình những cái đồ tốt nhất về trang trí trong gia đình. Đây là hàng bông nè, bông giả, bông thật có đủ luôn. Đây là khung cảnh phía trước chợ Phú Túc này. Đông đúc đến độ mà các anh công an xã phải can thiệp. Từ đây là khu vực bánh kẹo. Tết nhất thì khu vực bánh kẹo nè. Khu vực bánh kẹo và bên trong phía chợ này cũng nhiều người ghé. Hạt dưa, bánh mứt nè, hạt hướng dương có đủ. Nếu những ai ở địa phương thì sẽ nhận ra chợ Phú Túc, bởi vì cũng nhộn nhịp. Bởi vì phía trước buôn bán nhiều cho nên là không thấy được cái bảng chợ. Thường thì mỗi chợ họ sẽ có một cái bảng, nhưng mà khu vực này không nhìn thấy được. Đây là khu vực phía gần đường này, người ta cũng đang chuẩn bị bày bán đủ thứ luôn. Đứng ở phía bên này đường thì mới nhìn thấy được bảng chợ. Đây, chợ Phú Túc đạt chuẩn văn hóa. Đây là chợ sáng nha mọi người, ngay quốc lộ 20. Mời mọi người nhìn lại toàn cảnh chợ Phú Túc này. Nãy giờ đã quay các khung cảnh ở bên trong nhộn nhịp, còn bây giờ là phía bên ngoài. Còn con đường này là con đường ấp chợ nè. Từ bảng văn hóa vô có gà sống làm tại chỗ luôn. À, gà. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể tất cả mọi người đã xem video giới thiệu về khung cảnh nhộn nhịp trong những ngày cuối năm tại chợ Phú Túc. Xin mọi người cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để có thể nhận được nhiều video mới nhất. Xin được kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều thành công trong cuộc sống.